nhiệm của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Wow, mọi người thấy sao ạ? Mọi người thấy sao ạ? Mọi người ơi, hãy cho Hà Hương với nào. Vâng, chắc là cho Linh Chi xin một cái mic thôi chị Hương. Là rất là lâu rồi thì chị Hương mới quay trở lại Việt Nam. Thì không biết là cảm xúc của chị bây giờ cảm thấy thế nào ạ? Chào tất cả các bạn. Thực ra thì cũng lâu lắm rồi mới cầm tới cái mic này để nói chuyện với tất cả các bạn. Nên là cũng không biết là cái giọng mình lâu rồi lên mic nó sẽ như thế nào. Vâng, hay thì khi mà nghe cái bài hát nãy thì cũng hơi xúc động một tí. Cũng nhớ các bạn FC một tí. Nói chung là tại vì cái bài hát đấy là dành cho tất cả các bạn. Nên là và cái buổi ngày hôm nay cũng là dành cho tất cả các bạn FC và các bạn sinh viên đang ngồi ở đây đã dành rất là nhiều thời gian để chờ đợi mình. Và mình cũng hy vọng rằng trong cái buổi ngày hôm nay thì cũng giống như là tình cảm của mình dành cho tất cả các bạn sau rất là nhiều năm không xuất hiện bất cứ một sự kiện nào của showbiz nữa. Vâng, và mọi người có thể thấy là chị Phạm Hương là một cô hậu quá tuyệt vời, là dù có bao nhiêu năm, là em hình như là phải 4 năm rồi chị mới quay trở lại Việt Nam đúng không ạ? 4 năm rồi chị Hương mới quay trở lại Việt Nam. Nhưng ngoài việc mà thăm gia đình này, cũng như là ăn những món ăn truyền thống của Việt Nam, thì chị vẫn nhớ tới những người thân yêu, những các bạn trẻ mà đã ủng hộ chị trong cả một chặng hành trình vừa qua, để có thể mở ra một cái buổi trò chuyện nho nhỏ này để có thể gặp lại mọi người. Và Linh Chi hy vọng rằng hôm buổi ngay buổi chiều hôm nay sẽ là cùng với nhau. Chị nghĩ rằng cái hành trình mà chị đi qua ấy, thì nếu mà các bạn yêu thương theo dõi thì chắc các bạn cũng hiểu hết rồi. Và cái buổi gặp gỡ này thì cũng giống như một lời gọi là sự xuất hiện của chị, gọi là cũng trước truyền thông. Nhưng ai hết là chị muốn xuất hiện trước tất cả các bạn vì tình cảm thực sự mà các bạn dành cho chị. Và hơn ai hết, dù có đi qua năm tháng đi chăng nữa thì đó cũng là một cái điều chị trân trọng nhất với showbiz, với ngành giải trí. Và chị luôn hãnh diện và tự hào về cái điều đấy. Và cái buổi xuất hiện ngày hôm nay cũng giống như là dành cho tất cả các bạn, dành cho tất cả các bạn, cũng thay như một lời cảm ơn của chị dành cho tất cả các bạn đã ngồi đây và yêu thương chị trong suốt ngần ấy năm. Và cái buổi ngày hôm nay là thực sự dành cho các bạn.